Dạ vâng ạ, xin kính chào tới toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hưng Nhật Bãi. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng bên em xin quay cho các bác một lô máy hút bụi cầm tay. Thì bác nào mà đam mê về hàng Nhật thì các bác vào trong kênh của em để cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để em quay cho các bác những cái sản phẩm mà bên em hiện tại đang lên sóng cho bác đây. Thì tất cả các sản phẩm mà các bác mua ở cửa hàng Hoàng Hưng thì các bác biết rồi, rất là đảm bảo về an toàn, chất lượng, và hàng của bên em thì bảo hành cho toàn thể các bác ở trên mọi miền Tổ quốc, hàng rất là chất lượng luôn cho bác. Thì với những dòng máy hút bụi cầm tay thì em rất là nhiều mẫu, như mẫu Hitachi, Panasonic này, rồi mẫu Sharp này, rồi Toshiba này, rồi Johnson, rất là nhiều mẫu. Thì em sẽ đi quay trực tiếp cho các bác xem từng mã một để cho các bác lựa chọn với cái sản phẩm máy robot hút bụi của nhá. Thì những chiếc máy này thì nó rất là ok các bác, nó rất là khỏe luôn, và đặc biệt hơn nữa thì điện của nó là điện 100V, rất là nhẹ điện. Và bên em cũng sẽ bao đổi nguồn cho các bác luôn với anh em trên toàn quốc luôn với cái sản phẩm này. Đầu tiên thì em đi tới cho các bác một chiếc Hitachi. Đây là một chiếc Hitachi, một con máy hút bụi cầm tay, có mã của nó là CVSK8. Con này thì hàng bãi cũng nha, hàng bãi rất là đẹp. Đấy, các bác thấy ngoại thất của nó rất là đẹp đây. Đây là bầu chứa bụi đây các bác này, bầu chứa đựng bụi này. Đấy, có bánh xe di chuyển đây các bác này. Đấy, Hitachi. Đời con này thì 2006, đấy, rất là ok. Dòng Hitachi thì dùng rất là khỏe quá nhá. Có mã vạch đây con này, đấy, mã vạch, mã sơ di của máy này. Con này có hai bánh xe sau này và một bánh xe dẫn hướng này. Đấy, công suất của nó thì công suất của nó là 1000W quá nhá, 1000W. Đấy. Và điện của nó là điện 100V, đấy, hàng của Nhật mà các bác, đấy, rất là ok. Con này bác nào mà chốt thì em để cho các bác với giá là 1.700.000 đồng, bao ship bao nguồn quá nhá. Đây các bác nhìn thấy cái ống hơi của nó, ống hút của nó này, rất là sạch luôn. Đấy, tay cầm nhá, tay cầm và súng này, các bác thấy không, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây thì các bác tháo thì bác mở ra đây, đây là nút tháo chổi này, con này tháo chổi này, chổi này thì nó sẽ quay ở tất cả các góc cạnh thôi nhá, góc cạnh trong nhà của bác. Đấy, chổi này rất là đẹp luôn, chổi này con này nhìn thấy chổi đang còn rất là mới luôn nhá, rất là đẹp. Em có bao đổi nguồn luôn các bác nhá. Đây là đổi nguồn này. Đấy, cũng đổi nguồn đi cùng máy cũng nhá. Các bác cứ cắm vào điện 220 và đổi nguồn ra 110 là các bác dùng rồi. Với dòng máy này là cục đổi nguồn phải dùng cục nguồn đổi nguồn rời các bác nhá. Đấy, một chiếc Hitachi. Đấy, đây là công tắc dây này, các bác này. Dây mà các bác bỏ dây này nó sẽ rút ra rút vào này. Đấy, Hitachi các bác nhá, rất là đẹp luôn. Protosat. Đấy. Và tiếp theo là lên cho các bác một chiếc máy Panasonic. Một chiếc máy Panasonic điện cũng là 100V các bác nhá. Con này là MCS8A các nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây, các bác thấy cái ống hút bụi của nó này, rất là mềm dẻo nhá, bền, rất là bền luôn. Con này thì có hai bánh xe và một bánh xe dẫn hướng đời 2008. Con này là con Panasonic các nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, có mã vạch và CG, công suất của nó lên đến 1000W, điện 100V. Đấy, rất là ok rồi. Hai bánh xe của nó đây. Đấy, rất là đẹp. Panasonic. Một chiếc máy này thì em bán cho các bác với giá là 1.700.000 đồng luôn. Ngày hôm nay em đồng giá luôn các bác nha. Đồng giá 1.700.000 đồng. Máy sử dụng bình thường, ok cho các bác luôn. Rất là đẹp, chổi cũng đang rất là mới luôn. Bao đổi nguồn và bao ship, giá 1.700.000 các bác nha. Đấy, một con Panasonic luôn này. Panasonic này, giá 1.700.000. Vâng, em lên cho các bác một chiếc máy Jonesy. Đây là một chiếc máy Siron. Một con máy hút bụi lau nhà. Con này là hút bụi sàn nhà các bác, quá là ok. Đấy, những chiếc máy này thì các bác cứ làm ở xưởng này, làm xưởng hoặc là các bác là gia đình các bác làm rất là nhiều bụi thì các bác dùng cái dòng này, máy hút rất là khỏe luôn. Các bác không phải mua cái dòng máy Trung Quốc mà hút nó rất là yếu thì dòng này nó rất là khỏe luôn. Đấy, chổi này các bác này, nhìn chổi này. Đấy, phần chổi còn rất là đẹp luôn. Đấy, công suất của con này cũng khá là lớn đấy các bác nhá. Công suất máy này là công suất là 1500W các bác nhá, 1500W. Đấy, 1500W rất là khỏe luôn. Dòng máy này có nhìn cái bầu hút của nó này. Đấy, bầu hút của nó điện 100V, em ghi rõ con này. Các bác cứ về cắm điện 100V nhá. Đổi nguồn 220V, em có đổi nguồn đây con này. Đấy. Và lên tiếp cho các bác một con máy cũng là Yoshi. Con này cũng giá 1.700.000 luôn. Đấy. Con này thì đời 2017. Công suất của nó lên là 720W nhá. Đấy, con này rất là khỏe rồi. Con này em bán giá 1.700.000 luôn, bác nào chốt thì liên hệ cho bên em luôn, bao đổi nguồn quá nhá, bao đổi nguồn. Chỗ lăn của nó đây, cả ống đây, rất là ok. Đấy, hàng bên em cứ bảo hành cho toàn quốc bác nhá, hàng bảo hành cho bác là thời gian 1 năm, bác yên tâm mua cửa hàng bên em.
Đây là một con Sizon này, con Sizon con này rất là ok, rất là hầm hố luôn. Một chiếc máy các bác nhìn thấy nó làm nó rất là hầm hố. Các bác có những bác không nhìn không biết ra là những cái con máy gì, nhưng mà nó là một chiếc máy hút bụi đấy các bác. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tay cầm của này. Tay cầm này, đấy, tay cầm rất là cao này. Ống cầm vào những cái đây là phím để các bác mở những bầu nó ra này. Cái bầu hút này. Đấy, các chỉ dẫn đây các bác này. Và đây, phía sau đây là khi mà các bác hút thì các bác mở khóa này, mở khóa bác mở khóa là ok thôi. Đây em đạp khóa này. Đây có hình cái bàn chân này các này. Đấy. Các bác cứ đạp vào là nó sẽ rập xuống. Đấy. Đấy nó rập xuống đấy. Các bác cứ hút như thế này thôi. Khi nào mà các bác hút xong các bác đẩy lên thì các bác lại đạp vào cái khóa này đây thì nó đã đóng lại. Đấy, nó đóng lại. Rất là ok. Một chiếc máy hút bụi giá 1.700.000 đồng em bao ship các nhá. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em. Các bác nhìn thấy cái bầu hút của nó này rất là khỏe luôn. Con này thì có bao được nguồn giá 1.700.000. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ cho bên em luôn nhá. Và tiếp theo là một chiếc máy sáp. Con này thì mã của nó là SCTS12. Đấy, nguồn dây này con này, dây điện của nó là 100V nhá. Con này thì công suất của nó là 790W. Đấy, điện 100V. Đấy, con này bác nào chốt thì em cũng để với giá là 1.700.000 đồng bao ship ba nguồn của nhá. Bao ship ba nguồn rất là ok, bàn chổi rất là ok, rất là đẹp. Đấy, kiểu dáng và phím có sử dụng trên này. Đấy, bên bấm đây cô nhá. Đấy, dây ống của nó thì dàn rất là đẹp luôn cô nhá, dây diễu. Và đây là một chiếc máy Toshiba. Một chiếc máy Toshiba hút cũng rất là khỏe, mã của nó là VCI50C. Con này giá 1.700.000. Đấy, bao nguồn bao ship. Rất là đẹp luôn cô nhá. Con này công suất của nó là lên tới 320W. Rồi, tất cả các mẫu của bên em là bao ship ba nguồn với giá là 1.700.000 đồng. Bác nào chốt thì liên hệ cho bên em. Hầu như là ngày hôm nay em quay cho bác là những chiếc máy rất là khỏe, công suất rất là lớn và hút rất là ok. Các bác cứ yên tâm về cái sản phẩm của cửa hàng bên em. Bác nào chốt thì liên hệ cho cửa hàng bên em để đặt hàng cũng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào bác ạ.